có một phần dung lượng trên 4 ý. Ôi ổ đĩa này các bạn này. Đây. Không biết là của hãng nào luôn. Cũng ghi 2T. Đấy, nhưng không biết của hãng nào luôn. Chào bác. Hôm trước em có lên mạng, lên Shopee, em lên live, em tìm, em mua một ổ cứng cho cái máy tính ở nhà của em. Ổ SSD đấy, nhưng mà em chợt nhận thấy là bên Trung Quốc nó bán cái ổ HDD 2T di động nhá, và rất là rẻ này. Và em thực ra đang rất là cần, bởi vì là rất là bí trong cái việc mà hiện tại bây giờ em đang có một cái kho phim GRV Full HD không che rất là nhiều luôn, mà siêu tầm rất là lâu năm luôn, rất là đặc biệt. Bác nào cần thì cứ comment bên dưới em gửi link cho nhé, để là các bác nào về và gửi trên đám mây thì không biết thế nào lần mà xem lại thì cũng khó. Thế là em đặt luôn ổ cứng 2T này các bác nhìn này. Đó, ổ cứng 2T 2.5 có hộp sẵn để cắm USB vào được. Đấy, các bạn nhìn dùng được 2T không? Giá chỉ có hơn 700.000, cần 800.000 thôi mà được ổ cứng 2T luôn. Đấy, cắm vào, ví dụ như là bây giờ em chứa vào trong cái ổ cứng này, em có thể cắm vào TV Android box hoặc cắm vào TV để xem qua USB trực tiếp luôn. Đó, phim Full HD không che này, phim tất cả các phim, rất là nhiều phim. Và chơi game nữa, em có một cái máy PS3 chơi game hack rồi, chơi game qua ổ cứng mà em dùng cái này luôn. Đó, các bạn nhìn thấy nha, đặt cái này ở Trung Quốc, ở Việt Nam thì không có giá rẻ như vậy đâu. Và cái ổ 2.5 ấy, ổ 2T đã là hiếm rồi, 1T thì đầy. 1T ở Việt Nam bây giờ anh em bán ở cũ lại chỉ 500-600.000 luôn. Đấy, nhưng đây là 2T luôn, có hộp đọc đĩa luôn. Đấy, có hộp đựng đọc để chuyển USB. Và quan trọng là chỉ có 786.000 nhá. Đó, các bạn nhìn không? Trung Quốc nó chuyển về đây. Đó, các bạn nhìn lại này. Đây, tổng vệ sinh hết 786.000 này. Đó, từ Trung Quốc gửi về luôn. Bây giờ em sẽ mở hộp nữa nha, vẫn cái gói quen thuộc của Trung Quốc. Trung Quốc gần như ông nào cũng chỉ dùng cái gói cái màu xám như này, đúng không? Đó, để móc ra nha. Cái nào sẽ là cái gói màu xám này. Móc vào là hết luôn. Này, có một cái tôi chăm sóc đàng hoàng. Đó. Có mấy gì không? Có hộp đàng hoàng đây. Hộp thì không ghi là của thương hiệu nào cả, cũng không có ghi một cái thương hiệu nào, mà chỉ ghi là bộ nhớ của bạn này bằng tiếng Anh này. Đấy, trên này cũng không ghi thông tin là bao nhiêu ghi, không có ghi là màu gì, và cũng không có đánh dấu là USB 3.0 hay là 3.1. mà không hiểu sao là ta chuyển cho em lại có chuẩn không nhỉ. Đây trên này có ghi là Black 2TB này. Đó, sản xuất ở Trung Quốc đây. Đó, có bao nhiêu không? Đó, sử dụng được cho Windows, macOS. Đó, hỗ trợ rất là nhiều là Win luôn, thoải mái sử dụng luôn. Bây giờ em sẽ mở hộp ra xem nào nhé, rất là đơn giản. Ở Việt Nam có cái bán cái này. Đây có sợi dây này, sợi dây micro USB 3.0, đây là dạng micro giống như trên chiếc điện thoại, trên chiếc Samsung Galaxy Note 3 ngày xưa ấy. Đó, cũng có thể cắm đầu micro vào nhận được, đây nó có đầu nguồn riêng này, sợi dây ngắn này thôi. Đây, đấy, cũng chẳng có gì cả. Đây, ổ đĩa này, niêm phong vào đây. Đây các bác này. Gắn chặt rồi, không biết bên trong nó như nào nhỉ. Thật ra em mua này rất là tò mò, không biết bên trong là như thế nào. Nó báo là mình không được đây này, nó báo là đĩa đã chọn hạng Exfat này, automatic này, không chọn dạng NTFS và format. Vậy đi, nói chung là tại sao lại không cho format NTFS? Không hiểu. Bóc thử bên trong xem như thế nào. Bóc luôn. Sợ gì tàu khựa. Không cho NTFS thì có một phần dung lượng trên 4 GB. Rồi ổ đĩa này các bạn này. Đây, không biết là của hãng nào luôn. Cũng ghi 2T. Đấy, nhưng không biết của hãng nào luôn. Đấy, em thấy hình như là dán đè lên. Trung Quốc chuyên chơi cái bài dán đè này, móc thử nó thế nào nhé. Đúng rồi, dán đè lên một cái ổ của hãng nào đó. Đó, một ổ của hãng này này. Hitachi, dán đè này Hitachi. Ôi, hiểu 500 GB các bạn này. 500 GB nhá. 2T ở Trung Quốc đây, bởi vì thực ra cái ổ 2T nó hiếm lắm.
Đây, Hitachi. Dán đè lên. Ok. Chỉ có 500GB thôi. Mà không biết là khi cắm vào máy tính, không biết là Trung Quốc làm thủ thuật nào mà khi cắm vào máy tính ấy là khả năng nó sẽ báo là 2T. Đấy, đây là nó có một cái tem này là không nên format ở dạng là TFS, khả năng là format là TFS nó sẽ phát hiện là 500GB thôi. À, chứ không phải 2T, đúng không? Đấy, Trung Quốc có cái bài rất là hay. Đây là bỏ tiền nó mua ở Việt Nam cái ổ 1T chỉ khoảng 600 thôi, nhưng chỉ là ổ cũ mà không biết đây là ổ mới ổ cũ nhỉ. Đó. Đây các bác nhìn thấy không? Hình như là của năm 2012 cơ, rất là lâu rồi. Đó. Ổ 500GB. 2T được dán lên đây. Nhưng mà thực tế chỉ là 500GB thôi nhá. Đó, bây giờ em thử cắm máy tính xem thế nào nhá. Ok, 500GB rồi. Đó. Tính là đã thiệt mất rồi. Cứ tưởng 2T cùng với 500GB. Cái này thì hàng chính hãng. Đây, hàng chính hãng. Cái này thì hàng chính hãng nhá. Này của hàng chính hãng Orico này. Đó. Em mua có hơn 100.000. Là y xì luôn, thiết kế giống lắm. Mà chẳng biết chất lượng có bằng Orico hay không. Đấy, có gì không? Thế nên là nếu mà mua ổ 500GB ở Việt Nam thì bây giờ nó chỉ rơi vào tầm khoảng nếu mà là ổ cũ ấy thì rơi vào khoảng 200 mấy, 300 thôi. Còn mà hơn 100.000 là vẫn chỉ có 400. Mà bây giờ là mua ở bên Trung Quốc cảm tưởng là 2T nhưng mà thực ra là chỉ có 500GB thôi thì mua là quá đắt. Đấy, trên Shopee đấy các bác nhé. Đó, con Shopee này nó quá, tính là quá đắt này. Không như những gì mình nghĩ, ok chưa? Đó, thì bây giờ là em sẽ thử cắm máy tính và em sẽ format là TBS xem nó có vẻ lại 500GB như cũ hay không. Nếu hoạt động sử dụng bình thường thì cũng khá là ổn. Được 500GB dùng thì cũng không tệ. Vẫn cóp được, cũng tương đối nhiều phim GAV ấy, đúng không các bác? Đó, ok nhá, bây giờ em sẽ cắm máy tính. Ok, quả lừa đầu tiên là chỉ có 500GB thôi. Và bây giờ em sẽ cắm một bên xem lại như nào nhá. Đây, lắp vào đúng cái bóc của nó này. Đây, chứ không phải cái bóc khác, cắm đứng nha. Ok. Ok, xem máy tính này. Đây, máy tính này các bác nha. Ok, ổ đĩa có quay rồi này. Nhận chưa nào? Chưa nhận. Kiểm tra ổ xem như nào nha. Đây rồi, chưa nhận rồi. Đây mới chỉ có hai cái ổ của em thôi. Đó. Không có nhận đâu. Ok, em sẽ chuyển sửa sang cái ổ chính hãng này xem nào. Cái đọc chính hãng này xem nào. Chuyển sang cái này nhé. Trung Quốc không thể sản xuất được ổ cứng. Chỉ có phách thôi. Mông má. Lại. Đây. Không nhận luôn. USB đang báo lỗi này. Cắm cổng USB khác. À đây rồi, nhận đây rồi. Nhận rồi các bác nha. Úi, báo mẹ 1.8. Nhận rồi nha. Đây, em bật ghi đàng hoàng nó đẹp này. Đây, báo 1.8GB đây. Qua đây không? 1.8GB nhá. Đấy. Dạng là... đúng cái dạng như Trung Quốc nói. Cái dạng gì à? AX Pháp. À này. Bây giờ em thử format sang dạng DTFS xem ra nào. Đó. DTFS này. Xem format được không? Ổ cứng bị kêu cạch cạch. Đấy. Trường hợp rất là nguy hiểm, trường hợp khi các bác mua những ổ cứng này ấy, mà các bác chứa những dữ liệu quan trọng thì rất có thể là các bác sẽ bị mất hết dữ liệu. Bởi vì nó chỉ có 500GB thôi, thực tế nó chỉ có 500GB thôi. Chứ nó không phải là 2T
PT như mà như Trung Quốc người ta làm, nhưng anh em cũng không hiểu sao nó làm fake được, rất là giỏi luôn, phải công nhận đấy, quá giỏi luôn. Mà từ 500 ghi ở thực tế mà nó làm lên được dạ phát lên đến 2T đấy. Nhưng tất nhiên là khi chúng ta format thì nó sẽ trở lại 500 ghi luôn, em nghĩ là vậy, chứ không thể nào mà còn đủ 2T được, bởi vì ổ gốc của nó chỉ là 500 ghi thôi nhé, ổ của Hitachi mà không phải ổ mới. Đó, hiện tại em format thì bị đơ luôn rồi. Em thử format bằng manager xem nào. Em rút ra này. Ok, rút ra nha. Đó, bị đơ luôn. Giờ sẽ cắm lại. Cắm lại này. Này, cắm lại thì nó vẫn chưa nhận lệnh format, nó vẫn là 2T này. À, trước em có mua cái thẻ nhớ tầm 256GB ở Trung Quốc, ở Shopee Trung Quốc ấy, thì cũng bị tình trạng tương tự, nó chỉ dùng được 16GB thôi. Nhưng mà cuối cùng lại báo là 256GB, và em copy trên 16GB vào thì những cái dữ liệu em copy trên nó sẽ mất hết. Và cái ổ này em thấy cũng tương tự, trường hợp nó giống như vậy. Trung Quốc là ta làm rất giỏi luôn. À, em cũng không hiểu người ta làm cái gì. Đây, người ta vẫn eo đen nó đi nhé, nó vẫn nhận bình thường này. Đó, em để chặn NTFS nhé. Đấy. Đấy, ok. Đó, khi mà format được NTFS, ổ cứng kêu cạch ấy. Ổ cứng kêu cạch các bạn nhé. Và không được. Thử đợi xem thế nào, đợi xem là nó có format lại hay không. Ok nhé, em sẽ dừng cùng đợi xem là thế nào nhé. Ok ok, chờ đợi rất lâu thì cuối cùng là nó báo là không thể format được các bác nhé. Đó, các bác nhìn không? Không thể format được luôn. Đó, tiền mất tật mang, mất hết cả dữ liệu luôn. Mùa Trung Quốc nhiều khi thấy rẻ quá cũng chết dở đấy. Đó, đơn giản vậy thôi nha các bác nhé. Em sẽ cố gắng format để sẽ yêu cầu lại Shopee và em sẽ chia sẻ các bác sau. Ok, cảm ơn các bác nhé.